Rồi, chào tất cả các bạn thủ nha. Bác Trung Nam đã quay trở lại video ngày hôm nay. Bây giờ là mùng 2 tháng 11 như này. Thì video lên tập của chúng mình đây có là 24 mẫu cần, một cước nha, một cái cước của những của Alpha Tactical, cước lớn cầu biển. Một số bao, đây thì có bao của dòng đây qua. Bao mới 2000 sử dụng qua nha. Đây, có bao màu cho mình. Thì cần giới thiệu những dòng sơ lược, những dòng như là từ 5m cho nên ISO từ 5m khoen nhỏ và khoen lớn có này. Đây những dòng như là Shimano này, dòng Bebet nha. Daiko phôi 2 dao khoen 6 gold. ISO khoen lớn thì cứng 4 nha, từ 4m đến cứng 5 đến cứng 7 cho mình nha. Có một con Daiko hàng tuyển. Cần lục thì có cho mình là cần lục của Si, dòng Slider đây thì có hai dòng hai loại. Một cái E và một cái C, giá tốt cho mình nha. Cần dây trong một số đây thì có cần mini như này, đây cần tay mini những dòng như là Olympic và NST phôi 2 dao. Cán vợt này. Cần tay thì đã có cần tay đây qua, ISO hạ tay nha, một số cần lua. Cần lua thì sẽ có đầy đủ máy đứng, máy ngang, một khúc và hai khúc nha. Và một số cần hai khúc cầu ngâm lăn xe, đây thì có dòng như hai ngọn và ba khúc đầy đủ cho mình đây. Thì em sẽ báo rõ tình trạng những sản phẩm ở đây. Anh em chốt đơn cứ liên hệ trực tiếp nha, Duy 0923 534779. Liên hệ qua Zalo thì em chụp hình từng mẫu cần, em gửi đem tham khảo kỹ hơn. Tất cả sản phẩm anh em đều ship có toàn quốc là 30.000 một đơn. Ship tận nhà nha, hàng mình nhận hàng, kiểm tra, thanh toán tiền của nhân viên giao hàng. Rồi, để chị cái liên hệ trực tiếp nha em. Em sẽ lên trước cần một cuộn cước nha, cước thì em còn một loại cước số 4, còn ít thôi, còn một vài cuộn nha. Cái dòng thì cũng không còn nhiều nữa. Có số 4, số 6, thì số 6 đã còn một hai cuộn, số 4 thì còn nhiều hơn, tầm 5-6 cuộn như mình thôi. Thì cước này của Alpha Tactical nè, đây nội địa Nhật, made in Japan. Cước này thì size là cước 40, size là 1, con này là hơn 1 ly nè. Anh em lưu ý nha, cước này là hơn 1 ly nha, cái sự cước của nó là 1.05mm. Một cuộn như thế này là 500m, tải cá mát là 60kg nha. Mấy con là thích hợp anh em mình đi câu biển á, mình bỏ máy điện á, hoặc mình neo super này, mình neo cá như này, neo như con mực lớn á, cá thu này kia á, đây cước lớn như này. Cước 1.05mm, cuộn này thì 200.000 một cuộn nha, anh em lấy hai cuộn miễn ship nha, còn cho mình là cước số 4. Bao đây thì có bao đây qua, ở đây qua thì mình có cho mình là ba màu, một màu, đây một màu trắng ở trong là cái này thì có ba màu cho mình nha, một màu xanh này, xanh lá cây và màu xanh, cái này thì màu xanh đỏ trắng và một cái bao là màu đỏ đen thế này. Đấy thì có ba màu của đây qua, bao này 1m25 nha em, 1m25. Bao này thì có một cái dây neo cho mình nha, bao này hàng công ty Thanh Lý nên giá rất là tốt, 200.000 một cái. Dây kéo của nó thì bằng inox nha, cực kỳ chắc chắn, nó sẽ có hai ngăn, đây hai ngăn nha. Cái bao này thì mình bỏ những cái dừng cùng mình như hai khúc á, đây hai khúc 2m4 nha, 2m4 là bỏ được này, 1m25. Những con 2m4 này thì thoải mái cho mình luôn. Cần 2m4 cái này thì bỏ tầm khoảng 5-7 cái như này, những dòng ISO hay cần lục đều được nha, đây cần lô cần tay được thế này, đây là gọn nhẹ nha. Bao này thì là 200.000 một cái, thì nó sẽ có một cái phụ kiện bao nhỏ, ngăn nhỏ thế này, ngăn nhỏ này thì nên mình thích là mình bỏ lưỡi, đây bỏ lưỡi câu phao này kia các kiểu này, còn ngăn chính ở trong thì mình bỏ cần nha. Một bao thì là 200.000 một bao, ở đây thì có cho là ba màu nha, nhưng trong bao này thì cũng hàng tốt, bán rất là chạy nha. Đây qua đây qua hàng công ty Thanh Lý cho mình có ba màu cho em, đây ba màu cho em là sự chọn nha, một cái là 200.000, mua kèm cần sẽ hỗ trợ ship hết nha. Rồi đối với cần thì ở đây sẽ có cho mình á là 24 mẫu cần, thì em sẽ lên một số cần ISO khoen nhỏ trước. Mã số 1 thì đây sẽ có một cần ISO khoen nhỏ carbon, độ dài con này nha em là 5m nha, đây độ dài 5m, con này thì khoen pack là khoen bách hãng cho mình ạ. Đi kèm cho mình là 6 lóng, thì khoen pack con này là khoen bách hãng, khoen đen và khoen trắng như này. Ngọn của cần tôi đo cho mình là ngọn 1.2 ly, độ cứng con này đo cho mình tầm khoảng vào độ cứng 2 nha, 5m độ cứng 2, ngọn nó sơn màu vàng chanh thế này, ngọn sẽ có 1 này và 2 khoen chạy nha. Ở dưới thì mất sơn màu đen, còn trên thì nó sẽ phủ lớp sơn vàng chanh. Đây tập thể này, trong con này thì có ok nha, hạ tay tầm khoảng vào 3h, cần đã thẳng cho mình ạ. Đây phôi phía thì có ok đây, nước sơn màu đen nha, 5m cho mình, còn nó sẽ còn đẹp và sáng. Khoen bách là khoen bách hãng, trọng lượng cần là 200g, mã số 1, 400.000. Mã số 2, một con cần ISO khoen nhỏ, con này thì ISO khoen nhỏ carbon, con này rất đẹp như này. Độ dài con này là 5m4, độ cứng 1, cứng 1 thì nó sẽ mềm hơn, cảm giác hơn. Phôi con này là phôi carbon xoắn 2 da này, để xoắn 2 da nha, từ gốc tới ngọn cho mình luôn, cần rất đẹp nha. Khoen pack con này là khoen pack Fuji, độ cứng 1 thích hợp bên câu cảm giác, ngọn tầm khoảng vào 1 ly, ngọn sẽ có 1 này, 2 khoen chạy nha. Ngọn con này thì là ngọn đặc, ngọn long phục cho mình. Đây cái lóng ngọn và lóng thứ hai trên này á, là carbon xoắn vân này, còn những lóng con này ở dưới nha, là carbon xoắn 2 da. Con này giống như cái dòng này FT, dòng Paulus cho mình á. Đây. Đẹp nha. Mấy con này thì cứng một thế là về câu cảm giác thôi, câu bờ kè, câu trap, câu hanh. Rô zip cho được. 5m4 độ cứng 1, bắt gặp Fuji F6, trọng lượng cần thì cân được á là 190g, mã số 2, giá 500.000.
Mã số 3, một con cần ISO khoan nhỏ, con này cũng sơn là Point Bay này. Độ dài cần là 5m4 luôn, độ cứng 1 cái này. Hàng nội địa Nhật cho mình đây. Đây có tem vàng, con này cực đẹp nha. Khoan pad là khoan pad Fuji, lọ xi đất xám, độ cứng 1 thì ngọ nhỏ nha. Ngọ tôi đo cho mình tầm khoảng 0.8 ly thôi. Ngọ sẽ có 1, 2 này, 3 này và 4 khoan chạy nha. Là tổng thể này. Nước sơn con này thì màu đen, cần là carbon xoắn phân. Trong tổng thể thì con này sẽ còn đẹp và sáng hết nha. Đây. Lóng lý còn rất là đẹp này. Đây. Cần thì ok hết cho mình ạ. Cái lóng gốc sát cái này á thì nó có sức giam sơ xíu thôi, còn mấy lóng ở trên thì ok hết. Quen pad Fuji, độ dài 5m4, độ cứng 1, trọng lượng cân thì cân được là 220g, mã số 3, 500.000 nha. Gốc sẽ có lắp sẵn cái dây bộ hiệu ở đây rồi. Mã số 4, số 4 thì một con cần ISO, con này thì hàng tuyển nha, của sòng nội địa Nhật này, Daiko nha. Ở đây thì có một cặp Daiko nha, Daiko thì em biết rồi, đây nội địa Nhật Bản nha. Con này thì cảm giác này, còn con này thì bạo lực nha, cứng cho mình, thì sẽ lên lần lượt. Daiko này thì mã số 5 là một con cần ISO khoan nhỏ của dòng Daiko, 5m3 độ cứng 1, nội địa Nhật nha, made in Japan. Đây, carbon nha. Thì cái dàn khoan con này á là dàn khoan xích gold, còn trên này là dàn khoan xích nha. Đây khoan xin token. Con này thì nó sẽ có định vị nha này, những dòng từ đời cao, nó có định vị tất cả các lóng ở đây. Đây có định vị nha. Định vị này xong full line cho mình. Thì độ dài con này là 5m3 độ cứng 1, ngọn nhỏ 0.8 ly. Đây có định vị đầy đủ nha. Cái ngọn của nó thì nó có định vị này. Đây 1 này, 2 khoan chạy này. Đây phải 3 khoen chạy nha. 1, 2, 3, 4 khoen chạy cho mình luôn. Đây tổng thể này. Cái khoen tên này là khoen xích. Còn những dòng khoen dưới này cho mình á là khoen xích gold nha. Đây khoen xích gold cho mình. Đây đều có định vị như này. Còn này thì hàng tuyển cực kỳ ngon rồi. Đây, thường rất đẹp nha. Tổng thể này. Đây phô carbon xoắn vân. Còn mới nó rơi cho mình tầm khoảng vào trên 95% khoen xích gold. Daiko nội địa Nhật 5m3 độ cứng 1. Bái con này là bất vặn nha. Fuji liền thân cho mình. Trọng lượng của cần là 200g, mã số 5, giá 1.500.000 nha anh em. Đây 1.500.000. Ở mã số 4 nha. Số 4 nha, và con này số 5 cho mình đây. Con này số 5 thì một con cần ISO khoen nhỏ luôn. Con này thì cực kỳ đẹp nha, khoen xích của dòng Shimano. Con này là cần của dòng Shimano này. Shimano con này của dòng là Shimano The Wind nha anh em. The Wind Power BS nha. BBS 5m3 độ cứng là 1.5. Cần ra thẳng nha. Bái con này thì bắt gặp liền thân Fuji Shimano chính hãng luôn. Phôi con này thì phôi hai da, anh em biết rồi. Những cái dòng mà biết này á, có định vị đầy đủ nha. Đây định vị khoen này. Và dàn khoen của mình thì đều là dàn khoen full xích. Cái con này thì cái ngọn cần á, độ cứng 1.5, ngọn tầm khoảng 1 ly. Anh em lưu ý nha, cái ngọn con này thì là nó thiếu khoen nha. Nó chỉ có cho mình là hai khoen thôi. Đây nó chỉ có 1 và 2 khoen chạy thôi. Và ngọn con này thì là ngọn đặt ngọn tháp nha, ngọn long phụng. Trừ cái ngọn tháp trên này ra thôi là ngọn đặt, còn tất cả các lóng của cần đều là phôi hai da này. Anh em lưu ý nha, con này bị thiếu khoen ngọn nha. Trên này ngọn nó chỉ có 2 khoen chạy thôi. Những cái con là trung bình của nó trên là tầm khoảng 4 khoen chạy cho mình. Đây, còn tất cả lóng còn lại là phôi hai da hết. Và đều có định vị khoen nha. Đây có định vị khoen hết này. Phôi hai da toàn thân. Con này thì em mình về mình vào ít khoen nữa nó cũng được nha, để cho mình tra tốt hơn. Đây phôi hai da. Thì một số lóng của nó thì nó sẽ có cái đất sơn nó bị nổ nha. Đây, nổ sơn 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 thế này. Còn lại thì ok hết. Dàn khoen full xích phôi carbon xoắn hai da, 5m3 độ cứng 1.5. Shimano The Wind Power. Trọng lượng cần là 200g, mã số 5. Giá là 1.400.000. 1.400.000 nha. Mã số 6. Số 6 thì một con cần ISO khoen lớn. Con này thì của Shimano cho mình này. Đây, Shimano khoen lớn nha. Con này cũng dòng là Shimano Holiday ISO, độ dài là 4m, độ cứng 4. Hàng Indo nha này. Thì Indo xuất thị trường Nhật nha, có mã code đây và tem vàng đầy đủ. Thì pack con này bắt vặn nha, Fuji cho mình. Dàn khoen cũng cần là dàn khoen Fuji này. Đây dàn khoen Fuji khoen xích nha. Đây tổng thể này. Độ cứng 4, ngọn thì đo cho mình là ngọn 1.6 ly. Cái dòng này Indo xuất Nhật. Anh em mình hạ cần tay xuống thì đo cho mình tầm khoảng vào 6H nha. Ngọn sẽ có 1 và 2 khoen chạy đây. Phôi carbon xoắn vân. Tổng thể thì con này sẽ còn rất là đẹp nha. Đây, còn đẹp đây. Ok này. Đây, lòng lít còn sáng. Đóng semi chống nổi cho mình. Hầu như không có xây xước cho mình lắm luôn. Khoen pad Fuji, đây lọ xe đất xám cho mình. 4m độ cứng 4, trọng lượng cần là 270g, mã số 6, giá là 1.000.000 như này. Mã số 7, số 7 một con cần ISO khoen lớn cho mình luôn. Con này thì của dòng là Promane, cần carbon. Độ dài con này là 4m3, độ cứng 4 cho mình. Cứng 4 thì hạ tay tầm khoảng 5-6H rồi. Con này khoen pad là khoen pad hãng nha. Đây khoen pad hãng thôi cần cho mình. Ngọn cần thì đo cho mình sát trên này á, cộng tầm khoảng vào 1.7 ly, độ cứng 4, phôi carbon xoắn vân. Ngọn sẽ có 1 này, có 2 nha, và 3 khoen chạy cho mình. Tổng thể thì con này vẫn còn rất là đẹp nha.
đây, lóng lít của nó còn sáng hết đây. Đây đẹp như này. Cái khoen đề ba con này là khoen chạy nha, đây khoen đề ba con này là khoen chạy cho mình này, cốc có đóng semi chống nổ, khoen pad là khoen pad hạng cho mình và pad là pad vặn đây, pad vặn nha. 4m3 độ cứng 4, trọng lượng là 250g, mã số 7, giá 600.000. Mã số 8, số 8 một con cần cho anh em đánh lục đột cần, đánh là câu bè nha, câu biển như mình đây, con này dạng ISO biển, cần của Daiko, đồ điện Nhật, cần thì còn mới tinh. Có lẽ độ dài con cần nha là 5m4, độ cứng 7 này. Độ cứng 7 thì nó cứng tầm khoảng vào CS cho mình rồi. Hàng tuyển Daiko. Thì tất cả cần bên em gửi cho mình á, những con mà những nhà đi ISO khoen nhỏ, khoen lớn thì sẽ có lắp chụp kèm cho mình hết nha. Dàn khoen của con này là dàn khoen full xích như này, Daiko này, khoen xích. Con này thì tất cả các lóng của cần á, nó đều là đóng một cái lớp semi chống nổ lên. Đây, rồi xong nó mới đóng khoen lên nha. Tất cả dàn khoen xích, ngọn con này thì là ngọn 2 ly. Daiko thì nó giống như là dòng mà đồ điện Nhật của Gamma rồi, nó giống Gamma. Nó không có phôi hay da như này. Nó chỉ có phôi carbon là xoắn vân cái này thôi. Còn tình trạng con này thì còn mới tinh này. Đây. Tình trạng còn mới tinh nha. Tình trạng này. Con này thì 5m4, đi kèm cho mình là 6 lóng. Độ cứng 7, cứng 7 thì khỏi bàn như này. Hạ tay tầm khoảng vào 18 đến 10h cho mình. Cứng nha, bộ lực. Dàn quen full sheet hết, cần thì còn mới. Daiko, nội địa Nhật nha, phải đi Japan. Phát có đài bắt vặn nha, Fuji FPS 28, phát lớn nha, gắn máy tầm khoảng 7-8 ngàn được. Trọng lượng 560g, mã số 8, giá là 2 triệu như này. Đây, 2 triệu nha, cần cực hiếm nha. Con ISO mà như này á, xăng mà nó còn mới thì cực kỳ ít luôn. Đây. Khó lắm mới xăng cái hàng Nhật có một con cho mình, 2 triệu ạ. Tiếp theo thì ở đây là mã số, là mã số 9, thì sẽ có một con cần lục của dòng Shimano. Con này có dòng là Shimano dòng xuất leader như này, FV 4m05, độ cứng là EXT. Hàng Indo xuất thị trường Nhật có mã code này và tem vàng đầy đủ. Tình trạng con này thì còn ok nha, nó sẽ có sức dầm một xíu thôi. Thì pack là bắt gặp này, Fuji Stylus dàn khoen Fuji, đây lọ xin đá xám. Ngọn cần thì đo cho mình là ngọn tầm khoảng 2.5 ly. Những cái dòng thì có định vị nha, đây có định vị khoen này, đây có định vị khoen hết cho mình nha. Phôi carbon xoắn vân là xuất leader dòng EXA thì tầm khoảng 25. Đánh lục đầu cần gần bờ, đây, đánh bạc biển bạc bãi rồi được, đọc semi chống nổ. Tình trạng tầm khoảng 90% cho mình. 4m5 cứng ngay XT, trọng lượng cần thì cân được á, là 400g, mã số 9, giá là 2 triệu như này. Mã số 10, số 10 thì đây sẽ có một con cần lục luôn. Con này cần lục của Shimano, con này thì giống con hồi nãy nha. Con này thì dài hơn, con này thì Shimano dòng xuất leader luôn, 425, CST cứng 30, Indo xuất Nhật luôn. Đây tổng thể này. Cái lớp ngoài thì nó sẽ có xây xước cơ sơ này. Đây, bắt gặp Fuji Stylus. Dàn khoen Fuji. Đây, loại xin đất xám. Thì độ cứng CS, ngọn con này là ngọn 2.6 ly. Để có định vị như này. Đây, định vị khoen hết cho mình đây. Giống như con hồi nãy cho mình luôn. Con này phôi phía còn đẹp nha. CS thì giá nó chỉ cao hơn một xíu thôi. Thì con để cho mình giá tốt như này. 2 triệu 100 ngàn thôi nha. Đây, 2 triệu 100 ngàn. Lóng lít của nó thì có xây xước một xíu thôi. 425 CST, 2 triệu 100 ngàn cho mình. Trọng lượng là 460g, mã số 10 nha. Mã số 11 thì sẽ có một con cần dây trong 2 khúc. Con này cực đẹp của dòng Suzumi. Độ dài là 2m7, độ cứng là 50. Hàng nội địa Nhật nha, tem vàng. Đây, cần rất là sáng. Ngọn cần thế đo cho mình là ngọn tầm khoảng vào 2.7 ly. Con này thì mình lên khoen, hoặc anh em mình luồn dây, mình cung ngâm cô đơn là được này. Đây, cần đẹp với nước sơn thì trắng xanh. Tay cầm cán mút, bát vạn Suzumi chính hãng cho mình. Gốc con này thì sẽ có một dây buộc nha, bảo hiểm của dây Suzumi luôn. 2m7 cứng 50, thì nó dạng vừa, không cứng không mềm lắm. Trọng lượng 300g, mã số 11, 500.000. Mã số 12, 12 thì một cái cán vợt này. Có một cái cán vợt dạng ISO cho mình nha. Cán vợt đẹp này. Cán vợt carbon, độ dài cán là 3m nha. Đây, cán vợt carbon, độ dài là 3m. Thì cán bên Nhật về thì anh em biết rồi. Thì gen của nó thì đều là gen 12 nha. Gen này thì anh em về thay trên 8, trên 10 đều được. Cán là cán carbon. Đây, phôi của mình là carbon xoắn vân ở đây. Đây, tổng thể này. Cái cán này thì anh em lưu ý nha, những cái dòng cán bên Nhật về á thì nó sẽ rơi cho mình tầm khoảng vào 2m7 thôi, 3m, 2m7, 2m8 thôi. Anh em bị gắn vượt mới đủ nha. Tất cả các cán của mình luôn, nó sẽ làm cái nào cũng không đủ hết, đóng sẽ bị chống nổ hết. Cán này thì rất là nhẹ nha, nắp chụp sới vặn inox, tay cầm được làm nhám. Trọng lượng 220g thôi, cán ra thẳng, độ cứng cao, mã số 12, 400.000 nha, 400. Cán vượt carbon 4m cho mình ạ, 3m cho mình ạ. Rồi tiếp theo thì mã số 13 thì sẽ có một cần tay. Con này thì cần tay Olympic như này, lóng ngắn, có hai con Olympic và con này FT. Cực đẹp này. Đây, thông số này như sau. Thì phụ kiện con này thì nó sẽ có một cái bao vải của nó và một cái lớp chụp zin theo cần nha.
Con này là cần tay lóng ngắn của hàng Olympic, độ dài là 5m3 nha anh em. 5m3 hàng nội địa Nhật nha. Đây có tem và đầy đủ hết. Đây có nắp chụp kèm này. Thì con này thì những cái dòng này thì cần ra thẳng nha anh em, thẳng tắp luôn, độ cứng tầm khoảng 3H. Ngọ con này thì là ngọ tầm khoảng 0.8 ly. 3H cần ra thẳng cho mình đây. Phơi của cần là phơi carbon nha, xoắn này, xoắn gần hết nè, nó nổi gần tất cả luôn. Thì cần này anh em rờ nó cảm giác nha, nó sẽ nổi gần lên giống dạng hai da cho mình nha. Đây cực kỳ đẹp, lóng của đó thì còn ok rồi. Mấy con này đem về bo chép tầm khoảng 2-3 kg này, thoải mái cho mình luôn. Đây, mấy con này thì câu ok rồi. Đây, hoặc Rosic Mezen nha. Đây, lóng rất là đẹp. Olympic nó còn nguyên bản hết nha. Đây, tình trạng các lóng thì nó có một lóng, số lóng nó bị dơ, chưa có lau thôi. Còn lại thì ok hết. Phôi hay da của Olympic. Mã số 13, cần tay lóng ngắn, độ dài 5m3. Tay cầm được làm nhám, hàng nội địa Nhật. Trọng lượng cân thì cân được á, là 115g nha nè. Mã số con này là mã số 13. Giá là 1 triệu cho mình nha. Thu gọn 50cm nha. Đây, bỏ cốp xe, ba lô, mình đi du lịch đều được. Đây, có đầy đủ nắp và bao vải cho mình. Mã số 14. 14 thì đây sẽ có một con cần tay lóng ngắn. Con này của dòng NFT. NFT anh biết rồi. Dòng power lớp nha, phôi hay da toàn thân. Đây, dòng super 5m3 nha. 5m3 con đi kèm cho mình là 11 lóng nha. NFT. Phụ kiện cần này thì nó sẽ có một cái đắp chụp gỗ thế này. Đây, cần ra thẳng nha, 3H cho mình. Ngọn con này thì đo cho mình là ngọn 0.8 ly. Đây, con này thì trừ cái lóng ngọn cần thôi. Còn tất cả các lóng còn lại của cần nha, là phôi carbon xoắn hay da hết. NFT thì anh em biết rồi, con này thì còn mới cứng nha. Con này anh em rô giết chép được này. Cần ra thẳng cho mình nha, 3H mà ra thẳng tắp luôn. Nó trên nãy từ cái ngọn 1, ngọn 2, ngọn 3 thôi. Còn mấy lóng còn lại thì ok rồi. Đây, cần sáng đẹp đấy nha. Cần rất là đẹp. Đây, tập thể này. Thì con này phôi cũng tương đối dày nha. Con này nó bằng con Olympic nhưng mà nặng nó, trọng lượng 147g. Mã số 14, giá là 1.300.000. Đây, tay cầm nó được làm nhám nha. 1.3 cho mình ạ. Này, FT 5m3 nha, cực đẹp. Mã số 15. 15 thì có một con cần ISO. Con này thì cần ISO đã hại cực tay của dòng Daiwa nha. Con này Daiwa có dòng Liberty Club 4m5, độ cứng 1.5, cần ra thẳng tắp nha, tầm khoảng vào 5H 4H cho mình. Hàng Việt Nam xuất thị trường Nhật này, có mã code và tem hết đây. Cái chỗ này thì cái pad nha, tháo ra để nó hơi dính sơn một xíu. Khoen con này thì đã tháo ra nha, cuốn chỉ và lên keo chống nổ rồi. Độ dài là 4m5, độ cứng tầm khoảng 4H, ngọn 1.2 ly. Đây, phôi carbon xoắn vân. Đây, tổng thể này lóng rất là đẹp nha. Con này đem về Rosic Mezen đánh chép vào được này. Đây, lóng đẹp nha. Rồi thì ok hết. Đây, đây qua. Thể thế này. Phôi carbon xoắn vân, đây qua dòng Liberty. 4m5, trọng lượng cần là 125g, mã số 15, 600.000. Mã số 16, một con cần lưu 2 khúc máy đứng. Con này thì cần carbon, độ dài của cần là 1m8, độ cứng là ML nha, ML. Khoen bát con là khoen bát thường, ngọn cần thì đo cho mình là ngọn 2.2 ly. Đây, cái này thì dính keo nha, cái này chưa có vệ sinh cho mình. Là tổng thể thế này, cần thì nó sẽ còn ok cho mình thế này. 1m8, độ cứng ML, tay cầm cán bút, bát là bát vặn nha. Đây, tổng thể thế này. Có thể trọng lượng cân được là 110g, mã 16, giá 250 ạ. 250.000. Mã số 17, một con cần lưu 2 khúc máy ngang. Đây, con cần lưu máy được máy đang nha, con rất là đẹp. Độ dài con này là 6 feet, là 1m8 nha nè. Cần carbon, sòng power, độ dài con này 1m8, độ cứng L. L thích hợp ở đây mình câu cảm giác thôi. Thông số tải mồi từ 6 đến 12g, tải cá từ 6 đến 10 là bao. Dàn khoen là dàn khoen Fuji, loại xì đá đen. Ngọn cần tới đo là ngọn 1.8 ly. Đây, nước sơn màu xanh rất đẹp nha. Thế là bạn này mình lưu lóc, lưu chẽm ra được này. Đây, tổng thể thế này. Tay cầm thì bằng cán mút và pad bích vặn này, Fuji TPS 18 Japan. Trọng lượng của cần thì cân được là 110g, mã số 17, giá 450 nha. 450.000 ạ. Rồi, thế là chỉ có cho mình hai con cần lô. Đây thì có hai con cần lô một khúc nha. Đây, còn máy ngắn, con máy đơn. À, còn máy đứng, con máy ngang như này. Còn lại phải ngang trước. Mã số 18 là một con cần máy ngang. À, con này thông số như sau. Của dòng Traver nha nè, độ dài con này là 5.6, 1.65 này. Độ cứng con này thì rơi cho mình tầm khoảng VNM á. Đây, thông số tải tĩnh á, từ 4 đến 2 kg. Phôi con này là phôi carbon xoắn hai da này. Đây thì gốc tới ngọn luôn. Và cái dàn khoen con này là dàn khoen full xích đấy nha. Đây, dàn khoen full xích máy ngang cho mình nha. Con này rất là đẹp, độ cứng tầm khoảng VNM. Ngọn cần thì đo cho mình sát trên này á, là ngọn tầm khoảng 2 ly. Đây, phôi carbon xoắn hai da nha. Dàn khoen full xích cho mình. Thế đại bạn mình lưu lóc, lưu chẽm thì dạng con này cũng dạng lưu cho mình là cảm giác thôi, nó sẽ không cứng lắm nha. Tay cầm con này thì bằng cán mút nha và phát ra phát vặn này, Fuji cho mình. Máy ngang 1m65, trọng lượng cần là 120g, mã số 18 như này.
giá con này là 750.000 ạ, 750 nha. Đây, cần rất đẹp, khoen xít hết. Tiếp theo mã số 19 thì sẽ có một con cần lua máy đứng một khúc. Con này của dòng BK dòng Mỹ này. Đây, con này cực kỳ đẹp nha mình này. Cần lua máy đứng một khúc. Con này thì độ dài của cần á, đây thông số là 6 feet nha. 6 feet là 1.8, độ cứng L, L thì thẳng dạng cảm giác thôi. Thông số tải mồi từ 1/16 đến 3/16 OZ, tầm khoảng 14g. Con này tất cả dòng khoen của cần nha. Đây là khoen titanium này. Đây, khoen titanium khoen xích nha này. Đây khoen titanium khoen xích. Đây, khoen Fuji khoen titanium nha. Của dòng BK thì dòng của Mỹ. Những dòng mà thì anh em lưu cảm giác một khúc thì đánh rất là tốt nha. Tay cầm bằng cán bần. Đây. Một khúc nha, L thì cảm giác thôi. Tất cả dàn khoen mình là dàn khoen titan hết. Ngọn con này thì đo cho mình là sát cái này á là ngọn 1.8 ly. Đây cực kỳ đẹp nha. Lưu lóc lưu chẽm, lưu cảm giác cho mình. Một khúc thì hàng tuyển rồi. Tổng thể thế này. Trọng lượng con này thì tương đối nhẹ nha, cân được cho mình á là 105 g, mã số 19, 1.200.000. Tiếp theo mã số 20, một con cần 2 khúc, con này chuyên dụng đánh chép cùng ngâm lan xe cho mình. Cần 2 khúc carbon, độ dài con này là 2m1, độ cứng là 30 nha. Đây độ cứng 30 cho mình. 30 thì dạng mềm cảm giác. Dạng khoen Fuji 3 chân, con này ngọn cần thì đo cho mình là ngọn 2 ly, độ cứng 30. Nước sơn thì màu đen. Đây chỉ trí của rất là đẹp nha. Khoen Fuji 3 chân hết. Tay cầm cán mút bắt bắt vặn Fuji. Đây tổng thể này, đây qua. Trọng lượng cần thì cân được là 180 g, mã số 20, 700.000 nha. Mã số 21, một con cần 3 khúc chuyên dụng đánh chép này, cùng ngâm lan xe. Đây phôi carbon xoắn hai da rất đẹp. Độ dài là 3m5, độ cứng là 50 của dòng premium. Đây cần rất đẹp nha. Cứng 50 thì nó sẽ dạng vừa, không cứng mà không mềm lắm. Ngọn con này đo cho mình là ngọn 2.6 ly. Tất cả khoen của mình là khoen Fuji 3 chân hết nha. Con này thì đánh chép ao sông hồ dịch vụ được rồi. 50 thì dạng vừa, anh em muốn bạo lực thì lấy 80, còn cảm giác hơn thì lấy 50 nha. Tay cầm cán mút, hàng của mình là Korea xuất thị trường Nhật, bắt đầu bắt vặn này, Fuji DPS, gốc sẽ có một dây bộ bảo hiểm thế này. 3m5 cứng 50, trọng lượng cân được là 340 g, mã số 21, 800.000 nha. Mã số 25 là một con cần 2 khúc nha, 2 khúc 2 ngọn này. Cần 2 khúc 2 ngọn carbon, độ dài con này là 2m4 nha, 2m4, con này thì đi kèm cho mình là 2 ngọn, thì thông số như sau. Một ngọn cần là cứng từ 30 đến 50 thì nó sẽ dạng vừa, một ngọn cứng 50-80 thì vừa và bạo lực nha. Khoen các bạn là khoen Fuji 3 chân xứ xám, phôi carbon xoắn vân, bát vặn Fuji. Nói chung hai khúc thì không khác gì hai ngọn rồi, hai cần thì khác gì hai ngọn nha. Hai ngọn khác gì cần cho mình. Cứng từ 30 đến 80 thì kèm là hai ngọn thôi. Ngọn của cần thì là ngọn đặc ngọn tháp, khoen bát Fuji loại xứ đất xám. Trọng lượng cần thì cân một khúc một ngọn cho mình á là được 290 g, mã số 22. Giá con này là giá 1 triệu như này. Mã số 23 thì một con cần là 2 khúc, con này chuyên dụng công ngâm lan xe. Con cần 2 khúc carbon, độ dài con này á là 2m7 nè. Độ cứng cần thì ra cho mình tầm khoảng này từ 50 đến 80 nha. 50 đến 80. 2 khúc chuyên dụng con chép. Ngọn con này thì là ngọn đặt ngọn tháp, đo cho mình sát trên này là ngọn tầm khoảng vào 2.3 ly. Tất cả dàn khoen con này là dàn khoen Fuji dạ quang. Khoen này thì hỗ trợ anh em mình câu ban đêm tốt hơn nha. Những anh em hay câu đêm á, câu ngâm á thì lấy những con này ok này. Mấy dòng thì tải cá tốt. Tay cầm cán mút bắt vặn này, bắt vặn Fuji. Gốc nó thì được cuốn bằng keo lại như này, bằng cán gỗ nha. Trọng lượng của cần thì cân được là 300g, mã số 23, 650.000. Cuối cùng thì mã số 24. 24 thì một con cần là cuối cùng nha, là con cần 2 khúc, cũng dạng con ngâm lan xe luôn. Con này thì tình trạng hơi cũ nha, độ dài là 2m7, độ cứng 30, là cần carbon. Khoen của mình là khoen Fuji 3 chân xứ xám, ngọn con này thì là ngọn đặt ngọn tháp này. Ngọn thì là ngọn 2 ly nha. 30 thì dạng cảm giác thôi. Hàng về còn chưa có vệ sinh thì nó sẽ hơi cũ và dính keo thế này. Đây 27 cứng 30. Tay cầm cán mút bắt vặn Fuji. Đây tổng thể nha. 2027. Trọng lượng con này thì cân được là 220 g, mã số 24, 600.000 nha. Rồi tổng thể tới đây sẽ có là 24 mẫu cần và một số cước nha, cước là bao vải. Thì anh em ân mẫu nào comment mã số cộng số điện thoại, chốt đơn cứ liên hệ trực tiếp số tại Zalo. Thì em sẽ hỗ trợ cho mình nha. Cho mình từng mẫu cần anh em gửi tham khảo kỹ hơn. Rồi chúc tất cả anh em một ngày tốt lành, đi câu nhiều cá nhiều sức khỏe. Hẹn gặp video lần sau ạ. Các anh em có xem được video cho em được đăng ký một thông báo nha, để ủng hộ kênh mình nè. Thì sẽ phát triển kênh tốt hơn, thì em sẽ hàng về, em sẽ lên nhiều hơn cho mình nha.